Chuyện tình yêu có mấy ai biết được ngày vui, mấy ai biết được ngày buồn. Ước mộng ban đầu đẹp tựa bài thơ, bao yêu thương sâu trong mơ. Ngày tình yêu đến em đâu mơ ước sâu sang, chỉ mong sao được hạnh phúc sớm hôm vui vây bên nhau, chia sớt buồn vui bao sông tố trong đời, nguyện bền chặt câu lứa đôi. Ngờ đâu yêu thương xưa vội tan khi anh đi không trở về, mang theo bao nhiêu ước mơ. Chuyện tình yêu ai biết đâu ngày sau, khi con đò xa bên đê từng đêm em khóc thầm. Rồi mai em biết đi về đâu khi thân em đã lỡ làng, lời đau thương chót mang. Phận làm con chữ hiếu con nặng mang, nên yêu thương đành giấu kín cho quên đi những muộn phiền. Một con một bóng Dạ, kỳ này tôi sẽ về, tôi giải quyết nhanh rồi tôi quay lại liền à. Dạ. À, rồi, giữ sức khỏe đi ha. Dạ, gửi lời thăm gia đình nha. Dạ. Tế. Hả? Con có cái đề nghị này mà tí đừng la con nha tí. Thì nói đi, dòm là biết rồi, sắp sinh sỏ gì phải không? Xem đúng rồi tí. Tí cho con về Việt Nam nha tí. Tại vì con chưa bao giờ được về hết tí. Năn nỉ mà. Tí. Đi. Tiền bạc khó khăn lắm con. Cứ lần về tốn kém dữ lắm. Với lại lần này tí về để giải quyết một chuyện quan trọng, chứ tí đâu có đi chơi đâu. Con cũng giải quyết chuyện quan trọng luôn á tí. Chuyện gì mà quan trọng? Thì con thăm anh hai với chị Hạnh. Trời ơi, tào lao không à. Hai đứa nó có gì đâu con phải thăm. Anh hai con về tới liền bây giờ nè, chứ có ở đó lâu mà đi thăm. Thì ra là con về để con thăm quê hương, con thăm ruộng lúa tí ơi. Nói vậy để đánh động tâm lý tôi phải không? Rồi, lần sau đi con. Lần này tí không có thời gian để đưa tụi bay đi chơi được đâu. Tụi bay đâu có ngồi chỗ đâu, như là con lăng quăng vậy đó. Ủa nhưng mà con lăng quăng là con gì tí? Ủa con không biết con lăng quăng hả? À thì đúng thôi, ở đây cũng ít có lắm. Con bệnh nhiều lắm, con thấy không, cái con mà nhỏ nhỏ trong lũ nước á, nước mưa rồi này kia, lúc nào nó cũng lăn quăng rồi nó trồi lên, nó tuột xuống rồi nó trồi lên tuột xuống đó. Thôi lần sau đi con, nha, nghe lời tía đi, nha. Thôi mà con. Vậy hả? Vậy con sẽ tự để dành tiền con tự đi về, con không thèm nói gì với tía luôn á. Đó, ổng cứ vậy hoài hà, không chịu ăn uống rồi không chịu nói chuyện với ai hết trơn, rầu hết sức hà. Thôi, anh ngồi nói chuyện với ổng đi nha, tôi xuống làm sao một chút. Ê, sao rồi? Hả? Nhỏ đó nó có chữa được mấy tháng rồi. Cái gì mà có chữa bây giờ? Bây giờ tôi không biết tính sao nữa đây. Bây giờ tôi rối lắm đó anh à. Rối cái gì mà rối? Giờ thì đỡ nó đẻ ra rồi nuôi rồi chứ sao giờ. Trời ơi, đâu có giỡn được anh, cái này mà giỡn sao được hả anh? Thiệt là khổ. Bác bà trai sao rồi bác? Trời ơi, không chịu ăn uống gì hết trơn á trời á. Hay là bác ấy có chuyện gì khó nói hả? Bác có hỏi, hỏi ổng có chuyện gì không, ổng nói không có chuyện gì hết á, tự nhiên buồn, không muốn ăn muốn uống gì hết á. Nếu mà như vậy cô nghĩ nên đưa bác ba trai đi bệnh viện đi bác. Trời ơi, nếu mà ổng chịu á thì bác đã đưa đi rồi,
Đằng này ổng nói là trời nóng cho nên buồn không muốn ăn. Vậy thôi hả? Vậy mình để bác ba trai ở nhà một thời gian nữa coi sao. Nếu mà mình thấy tình trạng vẫn như vậy không có thuyên chuyển thì mình đưa vô bệnh viện nha. Chắc tôi chết quá anh ơi thiệt đó. Chết cái gì mà chết. Trời đất ơi, cái chuyện này là chuyện anh quan ức mà. Cái tự nhiên cái đụng cái đồ chết à. Cái gì mà yếu mềm vậy. Chứ bây giờ tính là sao chứ thật sự không biết cách nào hết trơn hết trọi. Nè hay là vậy nè, anh nhờ thằng John Hoa đi, nó đứng ra nó nhận lạnh giúp cho. Tôi thấy nó có vẻ như nó thương anh mà. Mặt mũi nào đâu, sao mà làm được. Trời ơi, nó đã giúp cho gia đình tôi một số tiền lớn rồi. Bây giờ mình mở miệng mình kêu nó giúp cho mình một số tiền nữa. Mặt mũi để đâu anh ha. Trời ơi, tôi sợ cái chuyện này mà đổ bể ra rồi. Trời ơi là chết luôn đó anh. Đã cư vào bây sao giờ biết đây sao ta thiệt. Bởi vậy khổ ghê. Thiệt. Anh nghĩ giùm tôi thấy con có cách nào không? Anh sợ bà hả? Không. Cái xe gắn máy của ông á, ông có đi không? Có đi thường không? Không. Ý em anh muốn nói cái gì? Anh kêu tôi bây giờ đi bán cái xe đó hả? Bậy. Cái gì đâu mà bán. Ủa mà anh à, bán cho chết với bà phải không? Ờ thì đúng ông rồi. Ông sợ điều đó phải không? Đúng. Ai nói bán? Cầm thôi. Cầm. Đem đi cầm thôi. Đâu có tiền á mình chuộc lại. Trời ơi, nó mất là chết liền. Bây giờ lấy lý do nào để cầm? Cầm gì, cái mục đích gì mới được chứ? Trời ơi, có tính hết mà. Im lặng. Nhưng mà tôi sợ lắm. Sợ mà cầm rồi bể ra một cái là chết luôn á. Nghe nè, lại đây, nói nghe. Mẹ biết rồi mà. Con nhớ là phải ngoan đó nha. Khi nào mà ông ngoại hết bệnh á thì mẹ sẽ về với con. Ừ, con nhớ nha. Phải nghe lời ba Thành, học hành cho đàng hoàng đó. Vậy thì mẹ mới thương nha. Ừ, thôi bye bye con nha. Được rồi. Anh nói cháo cho em thiệt đó hả? Ừ, Hạnh ăn chút cháo đi. Phiền anh quá. Không sao đâu. Hạnh có cần tôi gọi anh Thành về không? Thôi khỏi, không cần đâu. Thật ra mẹ con em nợ anh Thành nhiều lắm rồi. Em không muốn làm phiền anh nữa. À phải rồi, bữa nay là anh ra sân bay mà. Sao anh không chịu về đi? Đồ đạc tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Không sao đâu. Không được đâu, trễ giờ đó. Anh về chuẩn bị đi nha. Con. Ủa, má. Con nói chuyện với ai mà má thấy vui quá vậy? Dạ đâu có. Hồi nãy con gọi điện thoại cho Gia Linh. Nó biết ông ngoại xuất viện và sức khỏe ổn định rồi. Nó vui mừng nên rồi nói chuyện với Tiếu quá chừng luôn đó má. Trời ơi, con bé thiệt là cưng à. Mà nó dạo này học hành sao rồi con? Má đừng có lo. Ở bên đó cũng có anh Thành chăm sóc cho Gia Linh rồi. Mà con nít ở bên bển tự lập lắm. Ừ, nghe vậy má cũng mừng. Mà nè con, có chuyện này, chuyện con với ông Thành sao rồi con? Má, thật ra anh Thành là người ơn của con. Anh giúp đỡ con từ lúc con mới đi qua Mỹ cho tới bây giờ. Lúc nào anh Thành cũng ở bên cạnh động viên con. Con biết ơn anh lắm má. Coi bay kìa, nhắc tới ông Thành giọng điệu tình cảm hết sức hả? Má, má đừng có hiểu lầm nha. Con chỉ xem ảnh là bạn và con vô cùng quý trọng ảnh thôi. Chứ thì con có gì đâu má. Má nói vậy là chỉ ghẹo con thôi. Chứ má biết tình cảm của con dành cho ai mà. Má nói gì vậy? Có phải là con yêu mình do anh hai không? Trời sao? Thằng cha sáu giờ chết tiệt. Trời. Biết cái gì? Trời ơi. Biết cái gì mà xí vô chuyện gia đình người ta? Con bày đặt lên mặt giải đời. Biết cái gì mà giải đời? Thôi trời ơi. Giải đời. Ông á thiệt tình mới gây lộn với ông Sáu phải không? Ông với ông Sáu á, hai cha hễ mủ rượu với nhau rồi á, rượu vô lời ra là cãi lộn với nhau hà. Chi cho mệt vậy không biết hà. Nè, uống miếng nước trà đi cho tỉnh. Tôi tức chứ. Chả lẽ tư cách gì cho giải đời tôi?
lấy tư cách gì dạy đời tôi? Đúng rồi, ổng không có tư cách gì hết á, uống ly đi. Ơi, rồi xong chưa? Đi vô nghỉ đi nha. Thiệt là mệt rồi, đi vô nghỉ. Rồi, đi. Nghỉ cho. Nghỉ. Rồi. Nghỉ. Đi vô trong này nghỉ ngơi chứ đi đâu? Đi thì đi ngã nào? Đi ngã này chứ ngã nào? Đi ngã này là đi ngã này. Trời ơi, tài xỉn gây lộn gây lạo mắc mệt hả? Ủa má, vậy là nhậu hay gì nữa hả má? Nhậu gây lộn với ông Sáu nữa đó. Còn mày nữa sao má? Sao không rủ thằng John á đi uống cà phê đi, hay là đi dạo vòng vòng trong xóm đi, rồi coi tivi làm gì? Con đã nói với má rồi là con không có muốn rủ rê anh đi chơi nữa, mà sao má cứ nói hoài à? Không muốn cũng phải muốn, không thích cũng phải thích, mày không được cãi lời tao. Con đã nói với má rồi là anh John Han đã yêu người khác rồi má à. Chuyện của anh hai má đừng có xen vô nữa. Con không có muốn con với má cãi nhau về chuyện này hoài đâu má. Thôi con đi ngủ á. Trời đất ơi, má trầm ngâm suy tư rồi tưởng sao má đòi đi ngủ. Sao ta? Tự nhiên à, bây giờ lại yêu con Hạnh. Mình phải tìm cách nào đây? Để cho anh Bảy biết chuyện, thử coi thằng John với con Hạnh còn yêu nhau được nữa hay không. Anh Bảy Mỹ. Đây, anh Bảy Mỹ đây. Alo. Dạ, anh Bảy đó hả? Alo. Em là vợ của anh Ba Còi nè anh Bảy. Dạ. Ba Còi. Anh ngạc nhiên đó hả? Dạ đâu có gì đâu. Thỉnh thoảng em bổn phận làm vợ, em cũng phải có trách nhiệm gọi điện thoại hỏi thăm bạn của chồng chứ. Dạ. Em khỏe không? Dạ em khỏe. Dạ em khỏe. Gia đình em khỏe. Bà con lối xóm dòng họ em đều khỏe hết á. Dạ. Còn gia đình anh sao? Khỏe. Khỏe hết hả? Vậy em cũng mừng. Dạ. Dạ thưa anh Bảy. Dạ anh đừng thắc mắc là tại sao em gọi cho anh nha. Dạ em vô vấn đề chính. Anh đừng cắt ngang lời em. Anh mà cắt ngang lời của em để em quên hết trơn hết trọi hả? Dạ. Dạ thưa anh Bảy, chuyện là như vậy. Em nói thật lòng, con cái của anh Bảy á cũng như là con cái của em vậy đó. Dạ em thương tụi nó cũng như là con ruột của em vậy đó anh. Em báo cho anh một tin rất là quan trọng, anh coi mà ngăn chặn nha anh. John con của anh á, nghĩ sao vậy? Gái đàng hoàng, gái hiền lành nó không yêu, nó lại yêu con gái nại dòng. Nại dòng? Dạ. Trời ơi, em nói em can ngăn mà nó không chịu đó anh. Dạ. Cô đang nói con trai tôi hả? Dạ. Thì em nói về thằng John hai, con của anh đó. Tôi không có thằng con trai nào tên John hết. Mà dạ sao? Có một thằng tên Tỏn. Anh không có thằng con tên John mà có thằng con tên Tỏn hả? Ừ. Dạ Tỏn nào? John mà. Dạ. Anh có phải là anh Bảy bên Mỹ không? Tôi là Bảy ở Mỹ Tho. Hả? Bảy Mỹ Tho? Ủa sao chồng em lưu danh bạ là anh Bảy Mỹ Tê? Là Mỹ Tho đó cô. À dạ 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 em hiểu rồi. Dạ dạ em xin lỗi anh. Dạ không có gì hết á. Dạ 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 chào anh. Trời đất ơi, cha chồng của mình. Bảy Mỹ Tho thì đề Bảy Mỹ Tho đi, mày đặt Mỹ Tê, Bảy Mỹ Texas. Thiệt tình có chữ HO thôi mà cũng kẹo nữa. À quên, không phải là Mỹ T mà là 7USA. Đây. Bà ơi. Dạ. Bà ơi. Ồ, anh Trọng ơi. Có chuyện nhờ chút anh Trọng ơi. Có chuyện gì đây anh Ba? Anh Ba ơi. À, số nó làm vậy. À, anh Ba đây, anh muốn cầm chiếc xe này nè. Anh tính cầm nhiêu đây? Cái giá mà cao nhất anh có thể cầm được. Bác Ba, chuyện gì vậy bác? Thôi anh vô trong chút xíu nha. Coi gì tôi vô, tôi vô tôi gặp anh nha. Con qua đây. Nó làm vậy hiểu không? Đó, cái chuyện này là vậy đó. Theo con nghĩ, bác không cần phải đáp ứng như nhu cầu của Thơ đâu. Bác mà còn làm như vậy, cô ấy sẽ được nước làm tới. Rồi sau này nếu bác mà hết tiền, cô ấy sẽ đưa những cái bằng chứng đó ra, tiếp tục uy hiếp bác. Nhưng mà nếu bây giờ không đáp ứng yêu cầu của cổ, thì cổ đem cái chuyện này nói với vợ của bác, thì lúc đó là chết luôn đó con. Nè con ơi,
Nè, con ở ngoài cuộc á, con sáng suốt hơn. Con coi coi có cách nào giúp giùm cho ổng đi. Con sẽ đi cùng với bác tới gặp cô ta. Nhưng mà có đem theo tiền không con? Vậy có phải cầm theo tiền không con? Dạ, không cần gì hết. Rủ cô ta tức giận được cô ta đến nhà rồi sao? Dạ, bác yên tâm đi. Con có cách làm cho cô ta bỏ cuộc mà. Mình đi nha bác. Lấy xe đi. Nè, tía nói rồi đó, vô thu xếp đồ đi, chuẩn bị lên Sài Gòn đi. Trời ơi, con thương bé hai thiệt mà tía. Gì? Cái đó là tình cảm nhất thời thôi, hả? Mày mà lấy con bé hai là cả đời mày hối hận. Không có đâu, con không hối hận đâu, con quyết định rồi. Cái con đó, mày biết tánh tình nó lanh chanh y chang như má của nó à. Chưa đứng đã đi, chưa đi đã ngồi, chưa nói đã cười. Tía, bé hai á, bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi đó tía. Biết thương người nè. Rồi á, cái tính lanh chanh hồi đó bây giờ không còn nữa đâu. Con nói thiệt mà. Tía nói học là học kìa chưa. Cái chuyện của mày á, tía đã sắp đặt hết rồi, thấy không? Mày á, là mày phải lấy vợ nước ngoài. Ở bên nước ngoài á, có yêu đương gì đâu mà lấy. Con có biết ai bển đâu. Thì nó có cần gì khó đâu. Bây giờ mày cứ lo ở chuyện ở đây, rồi qua bên đó, xong từ từ mày đi học tiếp. Rồi có mày quen, mày quen xong rồi từ từ mày yêu, xong rồi mày cưới. Tại con không muốn xa tía chứ bộ. Mày muốn xa tía hả? Dạ. Chứ mày lên Sài Gòn mấy năm nay bộ vậy không xa tía hả? Thì thôi bây giờ lên Sài Gòn xa mấy năm nay rồi, bây giờ xa thêm chút đỉnh nữa có gì đâu. Nhưng mà con nói tía nghe nè. Từ đây mà lên Sài Gòn á, muốn về có mấy tiếng đồng hồ à. Đi qua bên nước ngoài bển á, gần nửa vòng trái đất, muốn về thăm tía cũng đâu có dễ. Có tiền cũng chưa chắc về được đâu á. Con không về được thì tía qua bên đó thăm con. Với lại con nhớ nè, con cứ ở bên đó một thời gian đi. Rồi con có gia đình rồi đó, xong rồi cái con bảo lãnh tiếng qua. Rồi cứ lúc đó gia đình mình đoàn tụ, có gì đâu. Nhưng mà... Mà cái gì? Không có nói nhiều nữa. Khi nào mà tía thu xếp thủ tục xong á, thì tính. Cái thủ tục á, thì tao đang lo, không? Nhưng mà cái trước mắt á, bây giờ mày phải lên Sài Gòn. Mày không được ở đây. Mày ở đây mày qua lại với con bé hai nữa phải không? Tao cấm. Không có mà tía. Nè, không có tía gì hết á. Tao cấm nha. Không có tía má má gì đây á. Tía cái gì? Trời đất ơi, ngồi yên đó. Để bác ba giúp cho con. Dạ, cứu con với. Để tao cứu. Nó không yêu con bé hai mà ông bắt nó cưới con bé hai làm sao? Không phải. Con yêu bé hai. Không hả? Ở đâu sọt vô khùng vậy? Con yêu bé hai á, rồi tía dạ. Con á, không có cho con quen bé hai. Ủa tao nói lộn hả? Dạ. Nó yêu bé hai mà ông nghĩ sao mà ông bắt nó không được lấy bé hai. Nó không được yêu con bé hai. Rồi ông bắt nó đi lấy cái gì đâu mà từ lừa ở nước ngoài là sao nè. Đúng không? Tôi dạ, không dạ, có dạ, lấy dạ, gì dạ, vậy đúng không? Dạ, nè không đúng rồi có đó. Tình yêu thì làm sao bắt con người ta cưới. Mình đẻ con mình ra, mình nuôi lớn lên. Nó có hạnh phúc quá thì mình cũng vui. Mình cũng cảm thấy mình hạnh phúc. Nghĩ sao mà bắt nó đau khổ. Nó lấy cái người mà nó không yêu nó đau khổ. Thì lúc đúng đó chưa? Mình có cảm thấy là mình vui không? Đúng chưa? Chưa hết giờ nói tiếp nè. Nó là nó chưa đi qua bên nước ngoài. Nó lấy cái người người nước ngoài á. Nó lấy người da trắng hay da đen gì đó không cần biết. Nó không có cùng ngôn ngữ. Rồi lâu lâu nó mới gặp nhau. Rồi nó qua bển rồi nó mới ghét nô. Rồi tối ngày nó cứ ăn trứng. Không bây giờ hộp gà ốp la rồi ăn bánh mì đen. Đó là ông thấy cuộc sống nó có tội nghiệp không? Chưa nói hết. Trong khi đó ở tại nơi đây, ở tại vùng quê này, đúng không? Nó đang có một tình yêu. Một tình yêu này chân thật và đẹp đẽ. Thì mình làm cha mình phải ủng hộ cái tình yêu đó chứ. Mình làm cha cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Tôi hỏi thiệt ông nè, nó có phải là con qua mà không? Nó con tôi chứ đâu phải là con ông. Con ông mà tại sao ông đối xử với nó như vậy? Con bé hai nó có cái gì xấu? Bây giờ ông qua đây ông nói chuyện gì? Tôi buồn quá, tôi qua ông tôi chơi. Chơi thôi không? Để tôi nghe cái vụ chơi, vậy tôi đổi đi tôi nói. Chơi. Bây giờ chơi phải không? Bây giờ tại sao ông nói cho tôi biết? Tại sao ông không cho? Con tôi là tôi đang không muốn con tôi nó khổ. Sao tại sao khổ? Nó dướng vô cái nhà đó tôi khóc có đồng ý. Làm gì mà nó khổ? Nó con trai mà nó có mất mát cái gì đâu. Chừng nào nó là con gái mới là sợ mất mát. Trời ơi, nè, cái thằng này ông đừng có sợ. Ôi, nó được có sức chơi, nó có sức chịu chứ. Nè, con trai nó mất cùng đậm hơn là con gái đó nghe. Sao nó mất đó là mất cả sự nghiệp luôn. Là thôi, tại tôi sao? Nói chuyện với ông. Là tại sao mất cả sự nghiệp? Bây giờ tôi nói rõ ràng là tôi không chấp nhận. Bây giờ muốn nói chuyện với nó thì ông nói đi. Tôi đi lên. Đi đâu vậy? Tôi đi vô tôi ngủ. Ai vô viên cha nội? Tôi qua đây tôi kiếm ông để nhậu. Đồ quỷ già. Tôi không nhậu với quỷ già khùng. Không cái gì?
ở đây nè, con của người ta biết sao nó đi bậy bạ rồi nó na cái bụng bầu về là ông ăn à. Trời ơi, na bụng bầu cái gì, nó tự thì nó phải biết chứ. Bây giờ người ta văn minh, người ta hiện đại lắm ông nội ơi. Bây giờ nếu như mà nó có mang cái bụng bầu về thì nó, trong bụng nó cũng là cháu nội của ông à. Không lẽ ông tàn nhẫn ông bỏ. Bây giờ nói chuyện này tiếp phải không? Ờ, nói chuyện này vậy tiếp. Ông nói với nó đi, tôi đi tôi ngủ. Ê, quỷ già khùng hay sao tự nhiên đi ngủ? Tôi qua đây tôi buồn, tôi rủ ông đi nhậu hay sao tự nhiên ông bỏ ông đi ngủ? Nhậu thì mới ông ngồi. Thì bây giờ ông vô đi rồi tôi mới ngồi. Ngồi thì bây giờ phải có ba mồi đem rượu ra uống. Tôi xuống tôi lấy rượu làm mồi. Khỏi làm gì cho mất công. Cho nó đi ra chợ nó mua cái gì đem về rồi mình ngồi mình nhâm nhâm ngủ cũng được vậy. Khỏi. Sao vậy? Nó ra nó tìm cớ rồi nó đi hẹn với bé hai đó hả? Ờ, nó hẹn con bé hai sao được mà nó hẹn con bé hai. Mày đi mua đồ đi. Dạ dạ. Cứ đó đi mua đồ đi. Dạ. Làm sao mà nó hẹn nó được. Nó đi ra chợ rồi nó gặp cái chị mà bán vịt quay á. Nó nói là bán cho tôi nửa con vịt quay á. Rồi cái chị chặt thời gian đâu mà nói chuyện với con bé hai. Nó phải đi ra để mà nó đem vịt quay nó mang về đây. Đó, nó phải canh thời gian để nó mang về. Thời gian đâu mà nói chuyện với con bé hai. Làm sao mà nói chuyện được với con bé hai ta? Đúng rồi. Đúng rồi. Không lẽ bây giờ nó nói chuyện với con bé bán vịt quay? Cái gì mà coi vịt quay nữa? Thì nó đang chặt vịt quay, nó mua vịt quay, nó nói chuyện với con bé bán vịt quay. Thôi cha đồ khùng, ngồi xuống đi, bây giờ ngồi xuống đi. Đừng ông có xàm. Ông Liệu đó, mai mốt ông Liệu đó, giữa con bé bán vịt quay với con bé hai ông chọn. Không đi, còn lại cha, vịt quay hoài. Phải chỗ này không bác? Chỗ này, đúng là cổ hẹn chỗ này nè. Sao giờ này chưa thấy nó tới nữa? Bác. Xin chào cố nhân. Chào sói ca. Chào hối ca. Sao? Đồ hối, có mang tiền tới chưa? Không có gì hết. Mày giỡn mặt với tao hả? Tôi nói thật. Nếu như vậy á, em đem tấm hình đưa cho vợ ông này. Khoan đã. Mấy người tưởng đưa những tấm hình đó thì bác bác gái sẽ tin sao? Mày nghĩ tin không? Tao không tin rằng những người phụ nữ nào thấy chồng mình đang nằm với người khác mà không ghét. Con đừng có. Nhưng đó chỉ là do các người gài bẫy bác ba thôi. Đúng là tụi tao gài bẫy đó. Nhưng mà khi mà bà ta thấy, chắc chắn bà ta sẽ điên lên. Tốt nhất hai người nên từ bỏ ý định đó đi. Nếu không tôi sẽ báo với công an tội lừa đảo của hai người trước đây với tôi và bác ba. Không nên đâu. Cái gì? Mày hù tao hả? Hồi xưa tới giờ tao làm chuyện gì cũng sạch sẽ hết, chưa có ai có bằng chứng gì về tao hết. Nếu ông không tin, tôi sẽ cho ông nghe đoạn ghi âm này, ông sẽ tin. Tao nghe hoài hả con? Mày hù tao. Hồi xưa tới giờ tao làm chuyện. Con nhận ra giọng của mình không? Chưa có ai có bằng chứng gì về tao hết. Giọng của mình đúng là tụi tao gài bẫy đó. Được rồi, tao chơi khô máu với mày. Nè, bình tĩnh. Nè, alo. Tao chơi khô máu với mày nha. Đừng. Cái gì? Anh, công an đang truy đuổi mình kìa. Bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách. Giọt lẻ. Anh, mấy người đợi đó. Anh, chờ em với. Nó bị công an theo dõi rồi. Quả báo đó bác à. Ở trong cái chuyện này, bác ba cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, không có gì đâu bác. Nhưng mà con phải nhớ là cái chuyện này đừng có nói cho ai biết hết, mắc cỡ lắm nha con. Con biết mà. Ông làm sao làm nha. Ông phải ngăn cấm tình cảm giữa con bé hai với cái thằng đó đó. Chứ không thôi là tình cảm ông với ông Sáu là chấm dứt luôn đó. Bà biết không, cũng vì cái chuyện đó mà tôi với ông Sáu kình nhau mấy lần rồi. Mới làm lành được có mấy ngày nay à, tự nhiên bây giờ nổ ra chiến tranh tiếp. Tôi không biết. Ông làm sao ông làm. Vì quyền lợi của bé hai với gia đình mình, tôi bất chấp tất cả. Tùy bà. Bà muốn làm gì đó bà làm. Chứ bây giờ ông có làm á thì cũng đâu có làm gì được, đúng không? Cái gì? Em nói cái gì? Tía lên máy bay về Việt Nam hả? Ủa bà nè, hình như nó nói ai mới lên máy bay về vậy? Tía nó. Nè, con. Mới nghe con nói là ba con mới lên máy bay về Việt Nam hả? Dạ, con mới gọi về bển cho con bé Duyên. Nó nói là tía con lên máy bay rồi. Lần trước mình gọi cho ổng tố cáo thằng hai với con Hạnh nhưng không gặp ổng, tưởng mọi chuyện thất bại, ai về gặp ổng về bất tử. Đúng là ổng trời giúp mình. Ủa bà, sao tự nhiên anh về Việt Nam anh không nói với tôi, không nói cho vợ chồng mình biết là sao vậy? Thì có gì đâu, thì muốn cho bất ngờ vậy mà. Chắc là tía hay tin chuyện con với thơ thất bại cho nên lo quá về đây luôn. Vậy cũng tốt. Ủa sao tự nhiên bà lại nói vậy? Chứ còn gì nữa,
ông Bảy á giao nhiệm vụ cho ông tìm vợ cho thằng John mà ông không hoàn thành nhiệm vụ, thì giờ anh Bảy về đích thân anh tìm vợ cho thằng John là tốt, là đúng rồi. Sẵn dịp ông về đây, mình tìm cách ghép con bé Hai với thằng John Hai luôn. Dù gì ông cũng là bạn thân với ông ba, lẽ nào ông từ chối? Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Ông làm gì vậy? Ngồi đây. Hình như con Hạnh nó điện cho thằng Hai hay gì á. À, ông có thấy giữa thằng Hai với con Hạnh có gì khác không? Chứ, khác là khác cái gì? Thì ý tôi nói là hình như hai đứa nó đang hẹn hò với nhau hay sao á. Tía. Ờ, con. Con. Dạ. Bộ thằng Hai nó gọi con hả? Dạ. Hai đứa đang hẹn hò nhau phải không? Ờ, con nhớ nấu cơm nha. Ông, bộ ông không vui khi thằng John Hai với con Hạnh quen nhau hả? Vui thì có vui đó, nhưng mà tôi thấy tôi lo nhiều hơn đó bà. Ý ông nói là gia đình thằng Hai bên Mỹ phải không? Con Hạnh đó, nó gặp được một người tốt như thằng Hai là một điều hạnh phúc cho nó rồi. Nhưng mà tôi sợ gia đình bên đó người ta không chịu, tại vì con Hạnh nó đã có con. Tôi cũng cầu mong sao á cho mọi chuyện được tốt đẹp. Tôi sợ mọi chuyện nó không thành rồi con Hạnh nó tổn thương một lần nữa đó bà ơi. Hai, tía. Tía. Con, con. Dạ, con chào bác Bảy. À, mình đi kế giùm tía. Dạ. Để con. Tôi nói rồi đó nghe, tôi không nói chuyện với chả đâu nghe. Thời ơi, không nói thì ngồi nghe cũng được, có gì đâu mà dữ vậy. Nhưng mà tôi hỏi nè, có chuyện gì không mà ông kêu mình ra đây góp vậy? Tôi đâu có biết chuyện gì, tôi cũng như là ông Hà. Bây giờ đâu gọi thử coi hơi coi ông nói chuyện gì. Kìa, ủa, vô ngồi anh. Sao chuyện gì mà anh hẹn tụi tôi ra quan trọng như vậy? Nước tới chân rồi không có gấp làm sao được. Mà chuyện gì gì? Anh Bảy anh về Việt Nam rồi. Hả? Ông Bảy ông về rồi hả? Ừ, thằng John Hai với con gái nhà tôi ra sân bay đón ảnh rồi. Ồ, chết cha. Thì có gì đâu, ông về ông chơi, chuyện bình thường. Chơi cái gì mà chơi, nếu mà bình thường thì có chuyện gì đâu để nói. Cái này tôi hỏi thằng John Hai rồi, nó nói là ba của nó nghe tin mình làm mai cho nó thất bại, ổng lập tức lấy vé máy bay bay về Việt Nam liền, có phải là chơi không? Chết cha, nếu mà vậy là dính tới tôi tới ông rồi đó. Mà cái tính của cha Bảy từ nhỏ tới lớn rồi, cọc tính lắm á. Lớn chuyện rồi đó. À, bởi vì cái lỗi cũng là tại tôi, là tại vì tôi quảng cáo với ổng là tôi nói mình đã tìm được đứa con dâu thuần Việt cho ổng rồi. Bây giờ cuối cùng là không có ra đám ôn gì hết trơn hết trọi. Bây giờ phải tính làm sao đây? Cho nên bây giờ hai anh đã bàn cách dùm đấy. Giờ sao đây ta? Bây giờ nghĩ cách dùm có coi. Có cách rồi. Cách gì? Cách đơn giản nhẹ nhàng thôi. Trước đây là anh Bảy đứng ra trực tiếp nhờ anh chịu trách nhiệm để mà động kiếm vợ cho thằng John Hai. Đúng rồi. Thì bây giờ thất bại anh phải đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành động sai trái của anh. Đúng. Tào lao. Tào lao cái gì? Ông Bảy ông nhờ ông chứ đâu phải là ông nhờ hai người tôi đó. Mà ông mới là nhờ hai người tôi. Vậy thì không cách nào ông Bảy ông chửi hai người tôi được. Nhưng mà tụi mình là bạn chí cốt. Cốt cốt ai đi hút. Đúng đó. Ông nói đúng rồi đó. Cốt á là cốt ai nấy hút á. Ông nghe rõ chưa? Nhưng mà này ngồi xuống đi. Giận là đứng cao nghiệu khó nói chuyện lắm. Tôi tức. Trời ơi tôi tức. Trời ơi. Rồi bây giờ hai anh có ý gì? Ý gì? Chuyện ai nấy lo. Tía má mạnh khỏe hả con? Dạ, tía má con cũng mạnh hết. Đáng lẽ ra là tía con cũng đi lên đây đón bác. Nhưng mà tối hôm qua
tía con bị Tào Tháo được. Cho nên là không có đi được. Chà, mệt dữ hen. Dạ. Thôi được rồi, có bay với John đón là được rồi. Đường xa xa xôi, ông bà lớn tuổi rồi đi cái về liền mệt lắm. Dạ. À, tía của con Hạnh sao rồi con? Chú ấy đã xuất viện về nhà rồi tía. À, vậy cũng mừng. Tía thấy đói bụng không? Hay là mình dựng chỗ nào ăn rồi về nha tía. Thôi, về luôn đi. Tía nôn quá nên không có thấy đói. Dạ, đúng rồi đó bác. Mình về nhà ăn cơm cho ngon. Chứ bác mới về đây, chưa có quen thức ăn ở đây. Mà mình ăn thức ăn dọc đường á, sợ mất công, bác bị giống tía con nữa. Dạ. Còn cái chuyện tìm bạn gái thật hư ra sao rồi con? Chuyện đó... Chuyện đó thôi để từ từ, khi nào có thời gian rảnh á, anh Trần Hà anh kể cho bác nghe sao nha bác. Mà bác gái với lại mấy anh chị ở bển cũng mạnh hết hả bác? Mẹ hết, mình giỏi hết con à. Cảm ơn con. Ủa mà bác ngồi máy bay lâu vậy có mệt không bác? Đâu có mệt đâu, quải à. Nhưng mà bác yên tâm đi, kỳ này về dưới quê á, hít thở không khí trong lành ở dưới nè. Rồi được ngắm nhìn đồng ruộng xanh bát ngát là con đảm bảo thế nào bác cũng khỏe lại liền. Dĩ nhiên rồi, ngồi trên máy bay bác tưởng tượng cái khung cảnh nhà quê của mình cũng nghe, tự nhiên nó nôn hết bát liền. Ông làm gì ngoài đó vậy? Thì rảnh tay rảnh chân không có gì làm, ra ngoài coi có chuyện gì mình làm. Ông coi cái gì nhẹ nhẹ mà làm, sức khỏe của ông còn yếu lắm đó. Tôi biết rồi, nhưng mà không làm thấy nó ngứa ngay tay chân lắm bà ơi. Dạ, thưa tía má. Con. Chàng ơi, hôm nay mặc đồ đẹp, đi chơi hả con? Dạ không có. Tía, hôm nay bác Bảy á, mới bên Mỹ về, con qua chào hỏi tiếng. Mà con đi tay không vậy đó hả? Đâu có đâu. Con tính á, trên đường đi con ghé ngay chợ, con mua một chút cá linh về nấu canh chua. Bác Bảy thích ăn canh chua lắm. Ở bển người ta mới về á, thì con phải mua cái gì mà ngon ngon chút nghe không? Dạ, con biết rồi má. Con biết mà, bác Bảy á, thích ăn mấy món quê hương của mình lắm. Thưa tí má con đi nha. Con đi đi. Dạ. Thấy con Hạnh nó vui nãy giờ á, tôi đâu có dám nói gì với ông đâu. Chuyện gì? Thì cái chuyện... con Hạnh nó qua lại với thằng John đó, tôi cũng không biết tía của thằng John ông có chấp nhận hay không nữa. Tôi nghe nói á, ông khó tính lắm, chọn con dâu kỹ lắm đó ông à. Nó khổ cái á, đàn ông có con rồi lấy gái mới lớn là chuyện bình thường, nhưng mà đàn bà đã từng gãi gánh rồi khó lòng lắm bà ơi. Bởi vậy tôi mới lo cho con Hạnh. Trước giờ nó khổ nhiều rồi, mà giờ nó gặp thằng John hai á, thì tôi vừa mừng mà cũng vừa lo. Tôi lo không biết á, người ta có chấp nhận nó hay không. Lỡ mà không chấp nhận á, thì nó lại khổ nữa. Cũng đành thuận theo ý trời chứ biết sao bà. Ngăn cản nó thì không đành, còn ủng hộ nó thì sợ. Đó cái rổ này nè. Hồi xưa hả, tía với bác ba hay ra đây bắt cá lì thia nè. Trời ơi vui lắm đó. Rồi xong cái chiều qua đây bẫy chim. Trời ơi nhớ hoài luôn nè. Dạ. Mới về tới bà tía hưng phấn quá ha. Chứ sao. Ê trời ơi, về tới rồi kìa, về tới rồi kìa. Anh Bảy, anh Seven. Trời ơi. Ủa? Anh Seven ơi. Ai vậy? Ai? Em kêu anh đó. Là sao tôi đâu phải tên đó. Trời ơi hôm qua em có hỏi rồi. Anh Bảy tiếng Trung Hoa gọi là gì, gọi là Seven. À vậy hả? Anh Bảy đó. Dạ. Mà phải thôi, phải gọi anh là Seven thôi. Nhận không ra luôn. Phải không? Phong độ quá hả? À dạ. Y như là người nước ngoài vậy đó. Ủa mà anh là người nước ngoài vậy mà. Ông ơi, lẹ lên, ông Seven về rồi nè. Anh Bảy. Trời ơi khỏe. Chào khỏe ba. Khỏe. Dạ. Khỏe quá mừng nha. Thôi thôi vô hết ha. Thôi vô. Vô 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 vô. Bảy hai. Ủa sao anh hẹn em ở đây vậy?
Trời ơi, em qua đây kiếm anh á, không thấy anh đâu, chỉ thấy toàn mấy con vịt không à. Mà ở chung với mấy con vịt này á mới an toàn á. Bây giờ anh ở tạm đây luôn. Ở đây? Sao lại ở đây? Vô đây, anh nói cho nghe. Là sao? Sao giờ anh lại ở đây? Thì hôm bữa hai đứa mình đi chơi xong rồi tía anh biết, cái tía anh bắt anh đi Sài Gòn luôn. Vậy là anh không đi Sài Gòn mà ra đây anh ở hả? Lúc đầu anh tính tìm chỗ trọ để ở, mà anh gặp thằng Tèo, cái nó cho anh ở đây nè, sẵn rồi chăn đàn dịch cho nó luôn. Trời, vì em á mà anh chịu cực như vậy á hả? Vì em anh chịu cực cỡ nào cũng được hết á. Cho dù anh chăn dịch suốt đời cũng không sao hết á. Bậy nè, tự nhiên đang đi học ở trên Sài Gòn cái gì đây chăn dịch à? Bộ anh thương em nhiều như vậy á hả? Trời đất ơi, anh mà không thương bé Hai thì ai thương? Anh nói thiệt với bé Hai hả? Anh thương bé Hai giống như cá yêu nước, như là rừng hoang yêu thú dữ, mà nó còn hơn cái con chó mà nó yêu kiết cục. Hả? Cái cục gì? Cái cục xí quách. Anh vô duyên thiệt á. Em đẹp vậy á, với người ta giống như thú dữ với cục xí quách. Đúng là cái đồ vô duyên bền vững khó đào tạo mà. Anh xin lỗi. Thì ý anh nói là anh thương bé Hai nhiều á. Vì em á mà anh chịu khổ như vậy, em thấy, em thấy đau lòng lắm. Vì em, cho dù anh chịu khổ cỡ nào cũng được hết á, miễn sao là anh ở bên bé Hai là được rồi. Anh, mà nếu như mà tía anh á mà biết được á, anh gạt tía anh ra đây ở á, rồi sao anh? Thì tới đâu thì hay tới đó chứ biết sao giờ. Miễn là anh được ở gần bé Hai thì gì anh cũng chịu hết á. Mà anh nè, hả? Em sợ á, mình ở gần nhau như vậy riết rồi á anh sẽ chán em á. Ủa sao em biết hay vậy? Anh cũng đang chán nè. Chưa gì mà đã chán rồi hả? Không, ý anh nói á là anh chán cái cảnh mà yêu nhau lén lút như vậy nè. Anh muốn được tự do giống như những cặp tình nhân khác, đúng không? Kìa, em thấy không? Thấy gì em anh? Thấy một cái ngọn đồi xanh bát ngát kia không? Đồi em có thấy đồi gì đâu. Thì em tưởng tượng đi, cho nó giống phim tình cảm lãng mạn. Thấy không? Anh muốn được cùng em, mình dạo chơi trên đó, xong rồi mỗi ngày mình hái hoa bắt bướm, đến khi hoàng hôn buông xuống. Thôi, được rồi. Em thấy đi xa quá rồi đó. Anh đi xa em quá rồi đó. Tự nhiên bây giờ bắt ngồi tưởng tượng bậy bạ gì đâu không à. Anh giỡn thôi mà. Rồi vô. 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 Một cái đi. Vô. Con một cái mà vô. Dạ. Vô. Lâu lâu ấy về gặp nước mắt quê hương chịu không nổi rồi. Đây đi con. Uống hoài anh ơi, ngày nào cũng uống. Sao năm nay vụ mùa sao rồi? Sao gì nữa? Năm nay nước nó ngập mặn rồi. Trời ơi anh ơi, thất bát lắm anh ơi. Vậy hả? Ê, càng ngày càng khó khăn ha. Đúng vậy anh. Tình hình bây giờ tôi nói anh, dân mình ở đây giống như là ở Quảng Ninh vậy. Gặp ai cũng than. Than như Quảng Ninh vậy. Hơi khổ quá, ai cũng than. Anh Bảy hả? Sẵn đây à, tôi xin lỗi anh một tiếng. Chuyện gì? Là cái chuyện mà anh tín nhiệm tôi, anh giao cái chuyện tôi lo vợ cho thằng John á, tôi làm được chuyện gì hết á, thật là có lỗi với anh quá. Thôi, lỗi phải gì? Không, tôi nói thiệt, tôi có lỗi thiệt chứ. Tại vì anh em tụi tôi không có điều tra cô gái đó cho kỹ càng, thấy mặc cảm thấy ngại lắm anh ơi.
Ôi, nghĩ mình già mình còn dại nữa. Thiệt là ngại hết sức luôn vậy. Xin lỗi anh nha. Để cho anh phải lặn lội về tận đây á, thật là có lỗi anh nhiều lắm. Thôi đừng có để tâm mấy cái chuyện đó nữa. Mà dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hết các anh. Trời ơi, thất bại mà cảm ơn gì anh ơi. Có gì đâu, nhưng mà đừng có lo. Rồi giờ vô đi. Tất cả đều cảm ơn hết đó. Về thấy khỏe là được rồi. Con rót đi. Là bởi tại nay vì anh nhìn thấy tâm lòng của tụi tôi đối với thằng John Ho con của anh phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Tấm lòng là quý rồi. Bây giờ uống đi, bữa nay không say không về. John. Dạ. Làm vài bình nữa đi con. Nào vô. Dạ. Vô. Con mời bé bé. Dạ. Lấy rượu thêm đi con. Dạ. Trời ơi, nhỏ này nó không biết rót, mà nó rót tháp tùng hết trơn à. Để đi lấy rượu ha. Trời ơi, coi cái món cá lóc nướng chui này làm ngon ghê không. Cá lóc nướng chui ngon lắm mà nghe. Rồi đánh thức giấc mơ ngày xưa.